Vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà cô chú anh chị. Thì tiếp tục sáng sớm hai chồng lên đi thăm lập ếch tiếp cô chú anh chị. Giờ này nên mới chạy qua tới chỗ nè, đi đặt hay xa cũng bên cánh Đa Phước nữa mà nên đặt cánh tuốt bên này nè. Giờ này 5 giờ mấy, 5 rưỡi mà trời sáng bơm à, 5 rưỡi trời sáng bét à. Đây nên con cái nè, thấy dấu dò nhóc luôn mà nên không biết đặt có hiệu quả không đây. Có dấu dò nhóc luôn á. Cái đầu tiên à. Không có con gì luôn hả? Có. Có con hết. Dấu dò nhóc luôn mà nó không vô của chú anh chị. Dấu dò lự nè. Giò ếch cũng bự mà, dài cho chổng luôn. Có một con một hả? Đi qua đây rửa nè. Lần kia luôn cũng được. Lần này nè, dễ rửa. Cái đầu tiên được một con. Cái giò nhiều mà nó không vô chú gì. Nên biết sao không gài lên. Nên không có gài video là tại vì nên đi đặt hai mấy bữa nay chất quá không à, được có nhiều khi nên cuốn nguyên dàn lợp hai mấy ba chục cái luôn, hai mấy cái mà được có con với hai khi hai ba con à, rồi thấy gì nên không có đăng video lên, ấy hai ngày nay nên không đăng là gì. Đi thăm chất quá rồi cũng chứ kia, giờ nên cũng không biết làm gì vậy, đặt cái ngục thì dưới sông thì đặt cũng không có luôn, không có cá. Đặt lập ếch thì cũng chất quớt luôn. Giờ đợi tới mùa đặt chuột đặt. Đây thì lúa còn xanh dần. Chỗ này nên đặt có 3 cái. Thấy dấu giò im quá mà đặt chất quớt. Nên cũng không hiểu luôn. Nên đi đồng mà. Đồng bên kia đặt cũng vậy luôn. Đồng bên kia đặt thì cũng không có luôn. Toàn là ếch lại chút mà đó con cái đó. Có nhúc nhích gì không? Im gu luôn hả? Chứ quớt luôn hả? Thua luôn. Bự nhỏ. Vừa xài hả? Lại đi có một con đó không? Đây có đơn không? Bên đây nên còn cái. Đây nên đặt có 3 cái. Mình cuốn bữa trước nên đặt cánh ở bên nhà. Bên đồng Phú Hiệp cũng vậy, mà nên đi qua bên này cũng vậy. Nên đi mấy đồng nên đặt gì đâu trạng chất quớt. Đặt bữa nên cuốn nguyên dàn lợp luôn được 4 con ếch. Nên bó tay luôn. Nay vô sau. Năm nay làm ăn thất bát quá. Năm rồi mùa này là nên đặt ếch cũng có lý lắm mà. Được con nè. Con trọng à. Chứ không có siêu to khổng lồ. Được con cũng trọng rồi chứ gì. Có đỡ không? Tiếp tục. Điểm thứ hai. Giờ ếch nè. Là dù ha. Ừ. Không biết sao. Chúng cứng lâu rồi, chúng rồi. Ôi. Cái lợp này phía ngoài vậy. Chắc nghe chồng, chắc nghe. Anh đây em. Ông dám giữ mạnh luôn. Quá nhiều rồi cả nhà. Mấy luôn cô chú anh chị cả ký lô ếch. Ui không. Là cứ gò một thôi gò luôn. Gò giảm quá chạy luôn kìa. Đằng kia có đặt không? Có. Đường đằng này lún không? Cái này đã.
Thảo gù. Cái lọc đầy trúng à. Thằng Hoàng nghe chồng. Quá sướng. Lọc đặt được gì đó mới đã. À, nhìn dữ dò hết kìa. Ồ, quá trời dữ dò luôn. Cái này quay chứ thấy gì chứ cô không có thấy rõ không. Với thêm cái đường nước này nó khô nè. Rồi. Còn cái đuốc coi. Ba ông con cũng im im im. Im im. Tại cái đường mương nó khô rồi có cá. Ba con. Anh lấy chìa khóa xe chưa? Rồi. Giờ im. Quay xuống. Cana cả nhà. Quay xuống thấy cái giò. Cái cana. Bây giờ cana thấy ít có à. Ai hái thấy đốm nhiều vỏ quá. Cái tiếp theo. Đường mương. Cái dưới im á. Cái đó con. Được mấy con? Cái đầu tiên quá im. Ký ớt luôn á. Hai con. Hơ. Ít tiêu ít tiêu. Đây một cái. Ồ. Oh. Có cây nhào nè, không hết trái. Đi kiếm kiếm. Có một. Một con. Một con. Cái đầu hiện đóng, cái dưới sào ba con, cái dưới sào hai con. Cái này một con. Cái này một con. Dạ lên đây ít rồi nó gom xuống cái dũng dưới. Cái này là nó rút xuống dưới rồi. Rút xuống dũng dưới bởi vì. Đó một cái, hai cái. Đi đắng luôn hả? Đi luôn. Những cái sao thấy đúng trơn rồi ông ơi, ngoài này thấy gì thua ha, trọng yên quá. Ừ thấy không, thua có cả nhà có mới nhúc nhích á, hợp lên hợp xuống. Ừ cái giò này đây nha, vô giò ở đây đợt kia nãy nhiều lắm này ít. Một con. Con cá lóc. Lúc này chắc nước. Cá lóc bóc. Ê cái đằng đó cũng có kìa nghe. Thấy lủng tủng rồi. Chưa. Quên nãy không qua bờ bẩn. Ở đây có cầu đi qua. Đây cũng có dấu dò nhóc. Ủ. Hai con chập ba luôn nè. Dấu dò quá chèn luôn kìa. Rồi không à. Ừ. Hình hình hình. Cái dấu dò nhỏ. Ủa hai con bánh kia luôn của chú anh chị. Nè. Vô hai con chập ba luôn nè. Ủ. Sướng. Bữa nay mới sướng nè. Hổm gai là quớt đối nhân răng. Có cái
Ồ, cái dũng đó có dũng này chắc êm lắm nè, thấy này. Dũng này ít lắm. Này nó nhảy vô ruộng hay gì không mày? Không đâu. Đó dấu đi vô đó. Trình xuống nha. Giờ nhảy lên nhắm đi. Chắc trên hầm xuống. Xuống kiếm các con. Không dứt nước đó. Có. Một hai con. Được có hai con cả. Hai con bự không bự hả? Đằng đó có không anh? Có. Có một cái chứ. Còn hai cái. Hai con cũng bự nè. Hai con này không bằng hai con nãy. Cái tiếp theo. Chết quớt luôn. Có gói gách không? Cái này gì mà chết quớt? Có con gì trống rồi. Cái lóc. Lóc bóc. Thua. Thua, cái này gì mà chết quớt? Đó có một cái nha. Có à? Thua. Nói chứ xác tổng cái. Có con bự không? Con cũng được. Được con. Hết rồi. Cái hầm này nuôi rau nhất, trồng rau nhất cũng hết nha. Rất ngon. Đây là cua quá. Đâu? Có không? Có à? Ồ. Im. Đi vô trứng giữa lúa gì, đi cái đường bờ gì, cái hai bên lúa ướt giọt sáng hay xưa không. Cái này trồng cỏ hay gì không? Có hai ba con luôn. Bốn con, ba con ếch, một con cua. Lưng tưng. Bố ba con gái cùng con cua. Ui, cây bơ kìa nha. Có trái ra. Đó giờ thấy cái cây không à? Không có thấy cái cây. Cây bơ có trái. Ôi ôi, mê quá trời ơi. Quá trời bơ rồi. Ô, ôn chùm này bốn trái luôn nè. Bơ nhóc luôn. Bơ này mới ngon nè chồng. Chưa. Mấy con? Ba bốn con, bốn năm con mà nhỏ nhỏ mà. Ủ bạc hà ngon quá trời, tốt quá. Quê luôn. Bơ tròn. Đường này phải không anh? Em mới đây có nước hay gì? Nước. Này chắc cái ấy lúa dư rồi đem ra là đây. Cái gì này? Hôm nay mày còn mấy cái? Wow.
trời không đặt gì bí hiểm quá. Ồ, trong này im hết luôn rồi, không có gì đâu, nói trong này không im rồi. Tại ớt nó ở trong ruộng đâu. Còn muốn ngon quá ha. Thôi trồng hay gì không ơi. Hái cũng làm, ta làm. Ừ. Còn không ngon. Ừ. Cái cuối cùng đi dọc. Nằm giữa đó con muốn luôn. Rồi, dậm, thành thách dậm luôn. Chết luôn. Con nhỏ à. Rồi. Hết rồi cả nhà, đây về nhà. Bắt ra quay cho cả nhà xem. Nên hai chồng nên cũng về tới nhà nè. Giờ xã nên đang đổ gà bắt ếch. Bên này có lý của chú anh chị, mấy bữa trước nên đặt thác thủ. Nè, hai ngày nên đi đặt hai ba ngày, hai ngày luôn nè, được có mấy con nè. Đó, nên cô không có đăng video luôn. Thăm tàn gặp không không à. Được có mấy con đó. Cái đó nhiều hay vậy? Có hai cái, có một cái hai con bành kia luôn vậy. Ừ, hai con bự bành kia, bành kia. Đặt cái này, đặt cái đường mương đó, ít cũng bự bự ha. Ếch không nhỏ. Hôm bữa nên đặt đồng nhà, đồng đằng sau này ếch chút không. Nên thả hết trơn luôn. Vô im lắm mà nên thả sạch. Ờ, có lợp cũng cả chục mười mấy con luôn á. À, hai con bành kỳ ha. Hai con ếch cái hết trơn luôn. Ờ. À. Thì sao lúc mình lại đà lại đó bắt ếch không có ta? Lúc đó nên lại nên me đó túc ếch mà không có. Lật lọp thì giờ ra. Mất mùi ăn. Ra chỗ giò nhắm luôn. Có một cái kia nhiều ha. Cái kia cặt ký hết. Để chừng lọt cái gì. Có mấy cái thắt không có con gì. Nay mới thấy có lý. Tại năm nay ít mưa chứ mưa nhiều nên đặt cũng im lắm. Mưa nhiều ếch nó ra mạnh. Có một cái lắp không? Ừ. Mưa nhiều ếch trong vườn nó ra. Nhỏ thả, đào nhỏ thả. Bự quá. Đó có dèo thả vô ha. Đó, cái đó một đống luôn nè. Lên dở ra cái giò nó nằm lừ đầu. Cái đó liếm coi nhiều con. Ít bự bự không? Ba con. Năm con hả? Ếch bự bự không? Có một con ếch nhỏ. Có một con ếch nhỏ, như sáu con. Ếch bự bự không? Đúng chưa? Nha. Năm sáu con. Sao mà lá không? Cái đó hơn ký, ký ngoài đó. Ký hơn ký á. Im. Cái nào cũng được, nhưng cái đó không im. Ít nhỏ giờ nên đem về nên thả vòng vòng nhà là một đống luôn. À, ở theo chắc ở theo mấy cái bãi cây nè, mấy cái gốc cây. Nó đâu ba con không? Cái đó cái thứ hai. Ít đây bụi cột cột không?
nên xã mình bắt ếch cũng đã xong nè. Nè, nên thăm à, nên đi đặt 2 ngày liên tiếp luôn, nên đặt 2 ngày mà được nhiêu đây này của chú anh chị, không được ký ếch nữa rồi đâu quấy đâu. Coi bên này im nè, bên này ếch bự bự không, ếch sồ sồ không này im nè, này chắc cũng cỡ 3-4 ký. Căng căng trọng đó, này chắc cũng 3 ký ngoài vậy, hên được có mấy cái đó dính nhiều à, ếch bự bự không đã được có mấy cái đó. mấy cái thắt cũng nhiều à. 4 ký, 3 ký mấy, ờ 3 ký mấy, 3 ký gửi đây, 4 ký mốt còn 3 ký gửi, 3 ký gửi hết, ừ đây dồn vô nữa cũng được 4 ký. ba ngày được 4 ký hết. Bởi vì không phải là nên không muốn ra qua video, nhưng mà tại vì cái này làm không được của chú anh chị nên thông cảm cho nên vợ chồng cũng đi làm dữ lắm á, rồi đi đặt cứ ngục nè, thì nên đi đặt lập ếch này kia đồ mà không có luôn kìa, cứ ngục nên cuốn về luôn kìa đó, để trên xuồng kìa, đặt không có gì chứ, ếch cũng không có luôn, ếch 2 ngày mà nên đặt chưa được 1 chục con ếch nữa đó, cô chú chị thấy đi, 20-30 cái lợp mà đặt hai bữa liên tiếp luôn, không được 10 con ếch nữa. Bởi vì nên không có ra video được, mong cô chú chị thông cảm cho vợ chồng nên ha. Rồi, nên mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm ha, bữa nay ăn khô chiên của chú anh chị. Này là cá nên đặt cơ ngục á, vô mấy cá phi nè, thì này kia đó. Cái bà xã anh sẽ phơi khô, giờ chiên ăn, ếch thì sáng nên bán hết rồi. Rồi nên mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm ha, rồi mai dùng cơm. Này là giá hẹ xào với bông điên điển. Này giống như bánh xèo quá. Anh thấy ở nhà sáng có đồ ăn rồi, còn bả khô cho nên không có chừa ếch là ăn. Thở ra chứ sao? Chiên mấy giờ rồi? Chỉ tại mình phơi khô quá hả? Ừ. Cái này bữa hơi quá khô rồi, cái lóc bành kia luôn hơi còn chút xíu rồi. Cái này bữa cũng nhiều gần ướt nhiều phải không? Cái này lấy cái kéo cắt ra, phơi quá khô rồi, khô nó như là vậy, như là héo luôn. Video đến đây nên cũng xin tạm dừng ha, nên cũng xin hẹn bà cô chú anh chị mình lại video sau, rồi nên chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye.